Chào các đồng chí và các bạn, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục hôm nay là những phần tin chính sau đây. Công an tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20. Phòng Cảnh sát Giao thông tuyên truyền pháp luật và tặng quà nhân ngày Pháp luật Việt Nam. Tại trạm thu phí Di Linh, xe khách tông nát đuôi xe ô tô 7 chỗ cùng chiều, 3 người nhập viện. Cuối chuyên mục là phóng sự hiệu quả từ mô hình tổ tự quản, dân cử, dân nuôi, bảo vệ mùa vụ cà phê tại thôn Phú Bình, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Vừa qua tại thành phố Bảo Lộc, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 11 tháng năm 2018 trên tuyến quốc lộ 20. Trong 11 tháng qua, tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ 20 chiếm 40,7%, 83 trên 178 vụ, trong tổng số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển phương tiện vi phạm các lỗi, vi phạm phần đường, làn đường, không chú ý quan sát, vượt sai quy định. Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về khai thác vận chuyển cát sỏi, vật liệu xây dựng và hoạt động vận tải. Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại khu vực các trường học, kế hoạch tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 20 trong những tháng cuối năm 2018. Ngày 12 tháng 11, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết tháng cao điểm về an toàn phòng cháy chữa cháy tháng 10 năm 2018. Trong tháng cao điểm, tháng 10 năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ cháy không thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ước tính 578 triệu đồng. Sự cố tai nạn xảy ra 4 vụ làm chết 2 người. Trước tình hình cháy nổ vẫn còn diễn biến phức tạp, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy. Qua kiểm tra 215 cơ sở, phát hiện 175 cơ sở tồn tại, thiếu sót về an toàn phòng cháy nổ, lập biên bản xử phạt 15 cơ sở với số tiền trên 40 triệu đồng. Nhân dịp này, một tập thể và 15 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giai đoạn 2015-2018. Và 13 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả tháng cao điểm phòng cháy chữa cháy. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa tổ chức tuyên truyền pháp luật giao thông nhân ngày Pháp luật Việt Nam cho bà con nhân dân tại xã Đa Nhiêm, huyện Lạc Dương. Tại buổi tuyên truyền, bà con nhân dân được phổ biến tuyên truyền pháp luật về các vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông, việc đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, kỹ năng lái xe an toàn khi tham gia giao thông. Đồng thời tuyên truyền cho bà con những tác hại của việc không chấp hành các quy tắc giao thông, giúp bà con có thêm những kiến thức bổ ích về pháp luật giao thông đường bộ, thấy được thực trạng về an toàn giao thông hiện nay. Từ đó nâng cao nhận thức của bà con trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ phòng cảnh sát giao thông cùng các mạnh thường quân đã trao trên 200 phần quà, mỗi phần trị giá trên 200.000 đồng, bao gồm gạo, mì tôm, dầu ăn, nhằm động viên giúp bà con nhân dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Vừa qua tại Đà Lạt, Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ pháp luật cho lực lượng công an xã trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Nội dung tập huấn gồm 5 chuyên đề: phân loại, giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật tại cơ sở, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công tác điều tra cơ bản nắm tình hình về an ninh trật tự tại địa bàn xã, phương pháp tuyên truyền, phát động về luật giao thông đường bộ của lực lượng công an xã, công tác đảm bảo an ninh nông thôn và công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự. Tính từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã mở 13 lớp tập huấn nghiệp vụ công an xã trên phạm vi toàn tỉnh. Có hơn 2.000 công an xã và công an viên được tham gia các lớp tập huấn này. Nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ, Công an thành phố Đà Lạt đã tổ chức đợt tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ cho đội ngũ lái xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tại các buổi tuyên truyền, lái xe taxi được nghe phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, các lỗi thường xuyên vi phạm khi lưu thông trên đường, việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách và những quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông.
Theo số liệu công bố, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 19 vụ tai nạn và chạm giao thông liên quan đến xe taxi. Lực lượng công an cũng đã kiểm tra và xử lý 637 trường hợp xe taxi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Toàn thành phố hiện có 7 hãng xe taxi hoạt động với trên 1.000 xe. Vì thế, việc giành khách vi phạm luật giao thông đường bộ như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, vượt xe không đúng quy định, đậu đỗ nơi có biển báo cấm, không chấp hành hiệu lệnh của biển báo giao thông, đi vào đường cấm là không tránh khỏi. Đợt này, Công an thành phố Đà Lạt sẽ tổ chức tuyên truyền tại từng hãng taxi và từ ngày 10 tháng 11, tiến hành kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Vào khoảng 0 giờ ngày 11 tháng 11, cả gia đình ông Bùi Khắc Ngữ tại số 95 đường Hà Huy Tập, phường 3, thành phố Đà Lạt đang ngủ thì bỗng dưng nhà bị rung lắc mạnh rồi đổ sập khu vực phía sau. Tại hiện trường, ngôi nhà một trệt một lầu có tổng diện tích 180m² bị đất đá từ công trình phía sau trên sườn đồi sạt xuống làm sập hoàn toàn phòng bếp, phòng ăn, cầu thang. Ba phòng ngủ liền kề bị sập một phần, nhiều đất đá ngổn ngang vùi lấp đồ đạc. May mắn vụ sạt lở đất không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân sạt lở do chủ đất phía sau đang thi công công trình xây dựng. Sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân phường 3 thành phố Đà Lạt đã lập biên bản và tạm đình chỉ thi công, đồng thời yêu cầu gia đình Bùi Khắc Ngữ di chuyển đến nơi an toàn. Công an huyện Di Linh đã kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân huyện truy tố đối tượng Hà Văn Tiến trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng ra trước tòa về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, Công an huyện Di Linh nhận được tin báo đêm ngày 4 tháng 7 năm 2018, tiệm cửa sắt Minh Đức của anh Nguyễn Văn Đài ở thị trấn Di Linh bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 8 triệu 200 ngàn đồng. Tiến hành điều tra, Công an huyện Di Linh đã xác định Tiến là thủ phạm và bắt giữ. Mở rộng điều tra, Tiến khai nhận, từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2018, bằng thủ đoạn lợi dụng đêm tối, nạn nhân ngủ say hoặc cửa không khóa, Tiến đã lẻn vào 4 hộ dân tại huyện Di Linh và Đức Trọng, lấy trộm một máy tính xách tay, 7 điện thoại di động, một nhẫn vàng và một số tiền mặt. Sau đó mang tài sản đi bán gần được 10 triệu đồng và đã tiêu xài hết. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại trạm thu phí BOT Liên Đầm, huyện Di Linh, khiến 3 người trên ô tô bị thương nặng. Vào chiều ngày 11 tháng 11, xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 49A-09498 do tài xế Trần Kim Hoàng, 50 tuổi, trú tại xã Tam Bố, huyện Di Linh, điều khiển trên quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt, TP.HCM. Khi đang dừng mua vé tại trạm thu phí BOT Liên Đầm, thì bất ngờ bị xe khách loại 52 chỗ mang biển số 51B-09479 do tài xế tên Thái, trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM điều khiển, đang lưu thông cùng chiều tông mạnh từ phía sau. Cú tông mạnh khiến phần đuôi của xe ô tô 7 chỗ bị biến dạng hoàn toàn. 3 người trên xe ô tô 7 chỗ bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Còn xe khách tiếp tục lao qua bên trái đường rồi tông vào bờ tà ly mới chịu dừng lại. Hiện Công an huyện Di Linh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đối với bị cáo Võ Văn Lý, sinh năm 1996, về tội giết người, và bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng, sinh năm 1983, về tội gây rối trật tự công cộng. Cả hai bị cáo đều trú tại phường 10, thành phố Đà Lạt. Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2017, tại quán nhậu Lê Vinh, số 2C Phạm Hồng Thái, phường 10, thành phố Đà Lạt, trong lúc uống rượu thì giữa Võ Văn Lý và Đặng Hoàng Minh Hưng, Nguyễn Tuấn Hùng đã xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau dẫn đến hai bên rượt đuổi đánh nhau tại quán nhậu. Hưng và Hùng đã dùng tay chân đánh Lý. Do bị đánh, Lý đã chạy xe của mình lấy một con dao tự chế và chạy vào chém 7 nhát vào người của anh Hùng. Trong đó 3 nhát trúng vào đầu làm chấn thương sọ não, còn 4 nhát vào chân và tay làm đứt gân khuỷu tay. Sau khi gây án, Lý đã bỏ trốn, còn Hưng đã được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Hậu quả, anh Hưng bị tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 49%. Hành vi của Lý đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe và tính mạng của người khác, gây mất trật tự an ninh tại địa phương. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Võ Văn Lý 8 năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng 86 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng 12 tháng tù treo và thử thách 24 tháng. Thưa các đồng chí và các bạn, hết mình vì công việc, nhiều lúc không quản ngại khó khăn gian khổ, thời tiết
đi sớm về khuya để tuần tra canh gác bảo vệ sự bình yên của thôn xóm, cũng như bảo vệ vật tư, nông sản trong mùa vụ cà phê. Đó là việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thực mà mô hình tổ tự quản, dân cử, dân nuôi đã và đang thực hiện trong những năm qua tại thôn Phú Bình, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Để đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn, giúp bà con nhân dân an tâm làm ăn, lao động sản xuất, Ban chỉ đạo thôn Phú Bình, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã khảo sát đánh giá tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và đề xuất thành lập mô hình tự quản dân cử dân nuôi. Thông qua mô hình này nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm trong nhân dân. Mô hình tự quản này đã phối hợp tốt với lực lượng công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, giúp lực lượng công an kịp thời ngăn chặn các vụ trộm cắp xảy ra, nhất là các đối tượng lợi dụng mùa vụ cà phê để hoạt động. Từ khi mà cái lực lượng tuần tra nghiệp vụ của địa phương mà được thành lập thì từng bước là đi vào cái tình hình an ninh trật tự địa bàn phương thì đi vào ổn định. Cái nạn mà trộm cắp rồi đột nhập vào kho bãi rồi trộm cắp cà phê rồi các thanh niên nơi khác về tụ tập đánh nhau thì từng bước bị loại bỏ. Anh em trong lực lượng tuần tra thì cũng tích cực rồi tham gia canh trực. Nhất là mời vào cái thời điểm thu hoạch cà phê thì các anh trực 24/24 thay phiên nhau để đảm bảo cho cái lời so cái vấn đề việc thu hái cà phê của bà con. Không chỉ dừng lại ở việc tuần tra kiểm soát của các thành viên trong tổ tự quản kết hợp với ban công tác mặt trận tuyên truyền vận động bà con nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nêu cao tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, giúp nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn, yên tâm lao động sản xuất. Dù vất vả nhưng với tinh thần trách nhiệm vì cuộc sống bình yên của nhân dân, nên các thành viên luôn hết mình vì công việc, vì cộng đồng xã hội. Từ hồi thành lập đến giờ thì nói chung là trộm cắp là cũng vắng giảm bớt, cũng như là được 90%. Và ăn cắp tại vườn cà phê thì bữa nay hình như hầu hết là không xảy ra nữa. Ban đêm chúng tôi là trực 24/24 từ 7 giờ sáng. 7 giờ đêm tới 5 giờ sáng là chúng tôi cứ một tiếng đồng hồ là chúng tôi dùng 3 chiếc con đa đi từng quanh liên xóm và liên thôn. Chính thức được thành lập từ hơn 5 năm nay, tổ tự quản này đã phát huy tốt vai trò của mình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, cùng với lực lượng công an xã kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, nhất là vào vụ mùa thu hoạch cà phê. Địa bàn xã Phú Hội là một địa bàn rất là rộng, cái tình hình trật tự xã hội nó tương đối phức tạp. Thì từ cái tình hình trên ấy, thì công an xã đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thành lập 15 cái đội tuần tra ở trên địa bàn 15 thôn. Sau khi thành lập ấy, thì cái mô hình đội tuần tra này là tiến hành tuần tra kiểm soát ở trên địa bàn của từng thôn một, cho nên cái hiệu quả của cái mô hình này rất là cao và rất hợp với lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Hiện nay các địa phương trong tỉnh đang bước vào vụ thu hoạch cà phê. Đây là thời điểm thu hút nhiều lao động tự do đến Lâm Đồng làm việc và cũng là lúc các đối tượng tội phạm, tệ nạn xã hội lợi dụng để hoạt động. Nên các địa phương trong tỉnh cần nhân rộng mô hình này để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, nhất là bảo vệ mùa vụ cà phê năm 2018. Được chứng kiến công việc của những thành viên trong tổ tự quản, sẽ cảm nhận được niềm tin, sự quyết tâm của họ, những việc làm của các anh không ngoài mục đích đem lại sự hạnh phúc và bình yên cho nhân dân. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!